Và quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 khu vực Tây Nguyên. Để đến với cuộc đối đầu giữa cao thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk và Minh Hà. Hai trên 4 đại diện xuất sắc đã vượt qua vòng bảng để có mặt tại vòng cho 4 đội mạnh nhất. Rõ ràng là với một bầu không khí như thế này thì cả Minh Hà và sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk họ đều rất muốn có cho mình tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết, cũng như là tấm vé đầu tiên tiến vào vòng chung kết tổng toàn quốc. Và chúng ta cùng đến với đội xuất phát của cầu thủ bên phía Minh Hà. Đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Đinh Đức Đạt, cao vệ bao gồm vị trí của Bùi Thanh Vương, Tấn Lực, Tuấn Anh, Nguyễn Cảnh Huy Hoàng, vị trí của đội trưởng Lê Ban và Nguyễn Hồng Quân, và huấn luyện viên trưởng là ông Nguyễn Đình Đại. Còn với đội hình của sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk, đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Lê Quốc Thịnh, cao thủ bao gồm vị trí của đội trưởng Quốc Thành, Xuân Vinh, Ngọc Thể, Lương Hoàng Nam và Văn Phòng, cuối cùng sẽ là Ngô Minh Hoàng. Huấn luyện viên trưởng của các đội bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk sẽ là huấn luyện viên ông Nguyễn Ánh Dương. Và như vậy là những phút đầu tiên của trận đấu này cũng đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp một trận đấu này thì cao thủ bên phía Minh Hà họ sẽ bảo vệ sân bên phía tay trái mà nhỏ của quý vị và các bạn trong trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh. Còn với sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk thì sẽ là phun cây vàng và tất trắng. Vẫn là Minh Hoàng và Quốc Thành đang đứng trước bóng. Bài đá phạt của cầu thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk dứt điểm và tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk. Quá đẳng cấp. Và đó là vị trí của số 27. Và đang đến rất sớm bởi sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk, tỷ số là 1-0. Một vài đá phạt có thể coi là như được lập trình từ rất lâu rồi. 1-0 dành cho sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk. Tiếp tục là bài đá phạt của sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk, dứt điểm và tỷ số là 2-0 rồi. Tuyệt vời. Đó là bàn thắng của Xuân Vinh. Một cú ná đại bác thực sự đến từ Xuân Vinh. 2-0 rồi. Và lại một lần nữa thấy được niềm vui của sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk. Với góc dứt điểm rất ok để Hồng Quân có thể tạo ra một sự đột biến dứt điểm. Và bay người kinh khủng của Quốc Thịnh. Đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có duy nhất một sự thay đổi người, là một sự thay đổi người ngoài ý muốn của sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk mà thôi. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Minh Hà từ hành lang biên phải. Rất bất ngờ. Và như vậy tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho cao thủ bên VFC Minh Hà. Ngọc Thể liên tiếp là những đường chuyền dài, bóng được phát động tấn công trung tuyến đến từ sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk, xé đắc sang hành lang biên phải, cú dứt điểm ngay không được. Lại là một cú ra chân tiếp theo đến từ cao thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk, lần này đã làm một pha phối hợp khá hay rồi. Một cú ra chân nó là chệch khung gỗ trong một tích tắc đến từ cầu thủ vào sân thay người số 15 bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk mà thôi. Và người thực hiện quả đá biên này dành cho sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk Minh Hoàng. Tiếp tục là thời cơ chọc kè rất hay, cơ ba một dành cho các thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk. Và đó là vị trí của Hoàng Nam, một tình huống mà thực sự chúng ta thấy được một lần nữa cao thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk họ hiểu nhau đến mức độ như thế nào. Lần này thì số 27 của cao thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk đã là người kiến tạo rồi. Bàn thắng được ghi do công bởi Hoàng Nam. Đấu trường khu vực nhưng toàn quốc thì Đắk Lắk có vẻ như vẫn đang hơi nhỏ bé. Một tình huống ra chân khá nguy hiểm và sẽ có một tấm thẻ vàng ngay lập tức được trọng tài rút ra. Một tình huống có vẻ như là hơi cao chân, tiếng bóng hơi thù đến từ cầu thủ bên phía Minh Hà. Và bóng vừa rồi là của số 78 Hồng Quân. Ngoài đường Bis thì các thủ Minh Hà cũng đang dục dịch cho những sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu này. Và xử lý hơi phiêu lưu mất bóng rồi. Thời cơ dành cho sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk ơi. Bóng thuộc về chân của các thủ bên phía sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk.
Thời cơ dành cho số số cắn ngang tuyến này. Bóng mờ xuống hành lang biên trái, dứt điểm ngay. Quá đẳng cấp đến từ số số Kitenalak. Và đó là bàn thắng của số 33. Cầu thủ vào sân thay người Văn Phong. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng này của Văn Phong. Một nhịp về bóng bằng gầm giày quen thuộc và một cú ra chân bóng đi xuyên qua khe chân của vệ bên phía Minh Hà, đánh bại thủ thành Đức Đạt. Đội trưởng Lê Ban. Một siêu phẩm của Lê Ban. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 dành cho FC Minh Hà. Quả đá phạt xuyên hàng rào đến từ Lê Ban. Một lỗi đứng hàng rào đến từ vị trí của Văn Phòng. Đỗ Đình Cộng quả người tốt. Tiếp tục lại lên bóng dành cho Sosuke Tetlak. Cơ hội! Và tỷ số là 5-2 dành cho Sosuke Tetlak. Đó là bàn thắng đến từ vị trí của Võ Anh Sơn. Ta sẽ chiêm ngưỡng lại vào bóng này. Một bài đánh có thể coi là đã được làm đi làm lại rất nhiều lần của Sosuke Tetlak. Một tình huống càng ngột thai cực kỳ tín. Và nhiệm vụ của anh Sơn quá đơn giản rồi. Quả đá phạt góc đến từ Minh Hà FC. Đưa bóng vào, không được. Có một cú đánh đầu trong tình huống vừa rồi. Và tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã chính thức vang lên. Xin chúc mừng sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Họ là đại diện đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết tổng, cũng như là đại diện đầu tiên góp mặt trong trận chung kết vào ngày mai của VSC S2 khu vực Tây Nguyên.